Chào quý vị quay trở lại với channel của Trung Phan nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn khắc phục cái cây bơ nó bị suy. Đó, thì đây là một cái cây bơ là nó đã bị suy. Thì cành lá nó không phát triển được. Thì trước khi là mình khắc phục thì mình phải tìm hiểu về cái nguyên nhân của nó ha. Thì nguyên nhân thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân đầu tiên là ví dụ là thiếu dinh dưỡng, hoặc là bị do thiếu nước, hoặc là do trái đậu quá nhiều. Thì ở đây cái cây bơ này thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do trái nó đậu quá nhiều. Đây các bạn thấy không? Đây nha, để mình quay kỹ nha. Cái trái nó, số lượng trái nó đậu rất là nhiều ha. Đó. Đây các bạn nhìn được ha. Đó, trái nó rất là nhiều. Đây là bơ 034 nha. Đó. Đây thì phía bên này thì nó không có bị suy mấy này. Đó. Là do cái hướng bên này cái trái nó ít hơn. Thì cái cành lá nó vẫn phát triển, nhưng ở bên kia cái trái nó đậu quá nhiều nên là cái nó không có đi ngọn được. Rồi cái thứ hai, nguyên nhân vì sao mà cái cây này nó bị như thế này, nó bị suy thế này, là do cái một vấn đề nữa. Ngoài cái vấn đề nó đậu quá nhiều thì nó còn thêm một vấn đề nữa là do nó bị thiếu nước. Thì cách khắc phục làm sao? Thì đầu tiên thì chúng ta phải tiếp nước cho nó ha. Tiếp nước cho nó, đừng có tiếp nhiều quá, và chúng ta tiếp ít và đều dần. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tỉa bớt trái đi. Thì tỉa trái thì giống như hôm trước mình có làm một cái video tỉa trái, thì mình chọn những trái mà nó không đạt tiêu chuẩn, ví dụ như trái này. Đấy, cái cảm quan nó xấu thì mình tỉa bỏ đi. Tại vì cái cây cái lực nó yếu thì mình sẽ tỉa bớt dần đi những cái trái này, thì nó sẽ dồn dinh dưỡng lại cho những cái trái mình để lại. Thì đó, thì hôm bữa mình có làm một cái video hướng dẫn cách tỉa trái rồi ha. Nếu mà ai chưa coi thì tí nữa mình sẽ để một cái link ở dưới mô tả để cho các bạn coi lại ha. Đó. Hôm nay là cuối tuần mình mới có thời gian rảnh để mình làm cái video. Thì đây là cái cây bơ ở nhà mình ha. Thì mình đi vườn hướng dẫn cho rất là nhiều, mình cũng rất là bận rộn. Hôm nay cuối tuần mình mới có thời gian đó. Thì ví dụ như mấy trái này mình tỉa bỏ đi. Các bạn tỉa thoải mái ha. Những cái trái cây yếu thì mình tỉa bớt đi. Rồi. Rồi mình để ý coi xem là nó có bệnh tật gì không ha. Đó, mình tỉa đi. Tỉa bớt đi. Đó, những trái mình tỉa đi. Hay là ví dụ đây, những cái trái như thế này, tỉa đi. Tại vì cái cây nó yếu quá mà mình để nhiều trái thì nó cũng không chịu được này, các bạn thấy không? Đấy, cái cành này. Đó. Rồi, song song với đó thì mình kiểm tra coi xem cái cây nó như thế nào, nó có bị mọt hay là rầy rẹp gì hay không. Thì ở đây thì mình có, đây mình quay cho các bạn này ha, cái cây này nó bị rẹp rất là nhiều này, ở trên cành này. Nó bám trên cành rất nhiều này. Đó. Nó hơi mờ ha, để mình quay lại. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì ở đây thì chúng ta phải xịt rầy rẹp. Rầy rẹp á, thì là nó là dòng kháng thuốc, nên là mỗi lần các bạn xịt thì nên xịt đổi loại đi ha. Đó. Thì cái cây suy như thế này thì mình phải dùng kết hợp nhiều biện pháp. Thứ nhất là phải tiếp nước đủ. Thứ hai là dinh dưỡng. Đó. Thứ ba là xịt thuốc. Thì mình sẽ nói sơ bộ từng cái một, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tỉa đi ha. Tỉa bớt trái đi. Tỉa thoải mái luôn. Tỉa bớt trái. Rồi. Chỉ để lại những trái đẹp thôi ha. Các bạn cứ tỉa thoải mái, chỉ để lại những trái đẹp thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ tưới thêm nước cho nó, và mình bón thêm một cái nền hữu cơ. Và song song cùng với đó thì chúng ta xịt rầy rẹp sau bọ cánh cứng. Ví dụ như trái này thì rất là ok rồi, các bạn phải có thể để lại ha. Đây mình quay những cái trái này. Đó, rất là nhiều trái không? Nhiều lắm. Thì mình ráng mình tỉa những cái trái mà nó xấu đi. Đừng có để nó bị chia sẻ dinh dưỡng thì nó lớn nổi, và nó cũng không có đâm chồi được thêm, thì sang năm nó sẽ mất mùa.
Rồi, cái biện pháp thì mình sẽ nói lại từ đầu đi ha. Nói lại từ đầu cho nó dễ. Rồi, kết hợp là từ nước, tưới ít nhưng mà tưới đều. Bón phân thêm cho nó là phân hữu cơ trước. Phân hữu cơ, trong thời gian mình bón phân hữu cơ thì mình sẽ xịt thêm một cái phần bón lá qua cho nó. Đó, mình nhảy xuống đây ha. Bón lá thì mình có một cái bộ ba. Mình có một cái bộ ba thì đây, mình sẽ để cái sản phẩm mình đang tính sử dụng đây. Đây là bộ mà mình hay làm cho cây bơ. Đó, đây thì mình chỉ có cầm hai cái thôi. Đây, thì đây là một cái sản phẩm. Ồ, chết cha rồi, mình cầm lộn rồi. Thì mình có một cái bộ sản phẩm đó là Cansibo Amino. Chà, mình chịu. Ây chà, cực quá. Đây mình nói sơ sơ một chút ha. Đây. Thường thường mình sẽ dùng một cái bộ ba sản phẩm. Đó là một là thằng Bio Millet. Đây là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ ha. Bio Millet thì thành phần của nó là như thế này. Nó có 12% đạm, 10% lân. Và nó có 8% kẽm. Cộng với lại hàng Cansibo, cái chai Cansibo nó cũng y chang như vậy thôi. Thì nó cũng y chang như vậy. Nó có 8% đạm. Thì mình sẽ pha chung kết hợp để mình xịt cho cái cây bơ mà nó bị suy như thế này. Cái tác dụng của nó thì nó làm cho cái cuống của cái trái bơ này nè. Đó. Và cái da của trái bơ nó ok. Đó. Cái cuống nó không bị teo và cái trái bơ nó sẽ nhanh lớn. Cùng với đó là mình sẽ kết hợp với một cái can Biobay của mình nữa để mình xịt lên trên cho lá. Cái can Biobay thì nó có thể xịt vừa xịt gốc và xịt lá. Nếu mình xịt qua lá thì mình xịt nó loãng hơn. Và mình xịt qua gốc thì mình để đặc hơn. Thì tí nữa mình sẽ để một cái hình ảnh của cái can Biobay trên chung một cái video để cho bà con nhìn. Thì đây là cái sản phẩm mình xài, nó rất là hiệu quả ha. Mình đã từng xài rồi thì nó rất hiệu quả. Mình giới thiệu cho anh em. Đó, mình sẽ xịt lên cho cái cây bơ. Đó, nhớ tỉa đi nha bà con. Trái bơ này nó xấu quá, tỉa đi nè. Thì cùng với tiếp tục thì mình sau khi mình xịt Cansibo kết hợp với cái chai Bia Millet này. Đó. Thì mình xịt luôn cả rầy rẹp cho cái cây. Bón hữu cơ ở dưới gốc và tưới nước đều. Sau khi mình xịt cái này được khoảng cỡ 7 ngày thì mình sẽ đối với cái cây bơ mà nó cái trái nó đã to dần như thế này ha. Cái trái nó đã to dần như vậy thì chúng ta sẽ bón bồi hàng 3 số 16 cho nó ha. NPK 3 số 16 cho cái trái nó phát triển. Đây. Cho cái trái phát triển. Ví dụ như mấy trái này các bạn bỏ đi nè, tỉa bỏ đi nè, đừng có để ha. Thì khi mà mình xịt á, mình xịt định kỳ cái sản phẩm này cứ 10 ngày một lần. 10 ngày một lần thì mình xịt 3 lần liên tiếp. Đấy, 3 lần liên tiếp thì nó trong vòng 1 tháng á thì cái cây nó sẽ đâm chồi ra từ những cái cành mà nó không ra được chồi như thế này. Thì nó sẽ đâm chồi ra. Để cho cái cây thì nếu như mình đâm á, mình làm như thế này á thì khoảng cỡ chừng cỡ 1 tháng rưỡi sau thì nó sẽ được khoảng nó sẽ đều giống như bên này. Bên này nó ít trái thì nó không có bị suy này. Đấy, bạn thấy không? Ít trái nó không có bị suy. Nên bà con chú ý ha. Đối với cái cây bơ thì nó cũng dễ chăm thôi, nó không có khó khăn gì mấy.
Thì đây là cái cách mà mình làm để mình giảm cái vấn đề, mình khắc phục cái vấn đề mà cái cây bơ mà nó bị suy. Nó bị suy cái này là do nó đậu nhiều trái quá thì nó suy thôi. Nó mình không có tưới nước đều được cho nó suy. Đối với cái cây bơ này, nếu như mà mình không tưới nước cho nó mà gặp mà ví dụ như chẳng hạn như mà nắng lâu á, mà nó gặp trời mưa mà nó mưa trận mưa to á, thì nó rụng rất là nhiều. Nó rụng rất là nhiều luôn. Nên là bà con nên chú ý. Mà nó rụng không phải là nó rụng cái trái xấu đâu, mà nó rụng cả cái trái đẹp á. Vì vậy nên là vì sao mình phải tỉa nó đi ha. Đó, mình phải tỉa nó đi. Đây đây, ví dụ như cái trái này này, do mình để này, không? Đó, nó bị bận này. Thì mình nên xịt ha. Thì cái này là cái nguyên nhân là do nó cũng có, ví dụ như chẳng hạn như đây, từ cái mọt này nè. Bạn thấy mọt không? Đó, do mình không có để ý nữa, và mình không có xịt thì nó sẽ bị tình trạng này. Thì nó sẽ, từ cái phấn này nó sẽ bay ra và nó dính vào cái trái, thì nó sẽ làm cho cái cảm quan của cái trái nó không có được đẹp. Đó. À, cảm quan mà không được đẹp thì lúc mà bán thì nó lại không có giá mấy. Nên là các bạn nên chú ý ha. Người nông dân mình nên chú ý nhiều hơn về cái vấn đề đó. À, khi mà gặp cái cây nó suy như vậy á, thì bà con cũng đừng có lo ngại quá nhiều ha. Mình cứ tỉa trái và mình xài cái thêm phân và qua lá và qua gốc đó, thì nó sẽ phục hồi lại nhanh thôi. Chỉ mình xịt vô cái là khoảng có một tuần sau là mình thấy mấy cái đầu ngọn này nè. Đó, mấy cái đầu ngọn này nó sẽ ra lá liền. Đó, hoặc là ví dụ như những cái này nè. Đó, nó sẽ ra lá liền. Đó, cái này nó đang suy quá rồi, nó đâu có ra nổi đâu. Đó. Đó, cái cây này, này, cái cành này nó yếu quá này. Đó, tỉa bỏ bớt một trái đi. Đây, cái cành này cũng vậy này, yếu quá thì mình tỉa bớt một trái đi. Đó. Cho nó ok. Đó thì cái quan trọng nhất là trong cái mình nhắc lại cái trong cái bộ sản phẩm mà mình dùng để khắc phục cái cây bơ suy do đậu cháy quá nhiều và do bị thiếu nước ha. Thì thứ nhất là một cái chai Biomidlert và một cái chai Cansibo và một chai Biobay. Đó thì cái chai này thì nó 1 lít ha. 1 lít như thế này thì mình sẽ thường thường mình sẽ xịt được khoảng cỡ 3 phi 200 lít á. 3 phi 200 lít. Đó, thì các bạn chia ra ha. Còn nếu mà ví dụ cái cây mà nó bị nặng quá thì mình cứ mình chia làm 2 phi thôi. Ví dụ như chẳng hạn như mình lấy nửa cái chai này để cho vào một cái phi 200 lít và nửa chai Cansibo cho vào cái luôn chung vào cái phi 200 lít và thêm 1 lít Biobay. Đấy, 1 lít Biobay. Tí nữa mình sẽ để cái hình cái can Biobay ở bên cạnh 1 lít Biobay cho chung vào và mình xịt. Đó. Nếu mà các bạn có điều kiện hay gì gì đó thì cái Biobay các bạn có thể dùng khoảng cỡ 50ml cho tới 100ml các bạn. Khi mà các bạn tưới ở dưới gốc này nè, khi các bạn tưới ở dưới gốc đó, thì các bạn đổ luôn ra cái gốc này, đổ luôn ra xung quanh gốc này và các bạn tưới luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Rồi, kết hợp cùng với đó là mình sẽ xài thêm là phân hữu cơ và cái sau phân hữu cơ là mình sẽ xài phân 3:16 để cho nó nuôi trái. Tại vì cái giai đoạn này cái trái nó cũng đã lớn rồi thì nó cần cái lượng phân 3 số đều nhau để cho nó giảm cái vấn đề sốc. Và nếu như ví dụ như chẳng hạn khi mà mình xịt cái này mà mình thấy cái hiệu quả nó chưa cao á, thì mình có thể xịt tiếp thêm một ít là cái phân qua lá nhá, 30-10-10. Một ít thôi, tại vì nếu mình xịt 30-10-10 nhiều quá thì nó vẫn nó rất là dễ gây sốc, tại vì cái trái bây giờ nó cũng đã lớn rồi. Đấy thì mình hy vọng là nó sẽ hiệu quả cho bà con. Thì chúc bà con thành công hơn trong cái vườn bơ của mình. Đó. Thì đây nó là cái chia sẻ và cái kinh nghiệm của mình khi mà mình làm cái cây bơ. Có thể là một số vùng khác nó không phù hợp nhưng mà mình làm á thì nó cũng đã rất là phù hợp rồi. Thì mình hy vọng nó giúp ích được cho bà con. Rồi,
Nếu mà bà con thấy mình chia sẻ hay như thế nào thì các bạn, bà con hãy comment ở dưới. Và nếu cảm thấy video mình chia sẻ hữu ích thì hãy cho mình một like và một nút đăng ký, để cho mình có thêm động lực và mình biết là các bạn có tương tác với cái video của mình ha. Rồi, chúc bà con thành công ha.